chỉnh cái tốc độ lại mũi này, tốc độ lại mũi đầu vào đầu ra. Đấy là đang để mức nhanh này. Ấn M này, bút chì vào U8 này. Mình để bao nhiêu thì tùy. Đây mình cho thấp xuống hết cỡ này. 150 là thấp nhất này. Rồi thoát ra. Tiền. Sao chỉ mấy bước đầu chậm này? Cả là cái tốc độ là mũi đầu vào đầu ra ấy. U8. Ờ, cái U8 là cái mũi đầu vào đầu ra. Nó chỉ có đầu vào chậm và đầu ra cũng chậm luôn. Nó không có chia hai mục, là chỉ một mục thôi.